Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh và bạn Nam bên kia và cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Nguyễn Cao Ngân Vi, năm nay em 27 tuổi. Em hiện là giáo viên dạy mỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê của em thì ở Bình Thuận. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và chào bạn gái bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Dương Văn Đô, năm nay em 29 tuổi. Hiện đang làm nhân viên kỹ thuật tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Em hiện tại đang ở quận 12 và em đến từ Đắk Lắk. Bên đây mỹ thuật, bên kia kỹ thuật, giống nhau được chữ thuật. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì đi? Dạ, em có ưu điểm là hòa đồng, vui vẻ, sống thì cũng biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm là em lười vận động, thích ngủ nữa chị. Với lại khi mà yêu một ai đó thì em đặt niềm tin người đó rất là nhiều. Cho nên khi mà bị chia tay hay là gì đó thì em cảm thấy là đau buồn và nặng lòng. À, rồi mời bạn trai. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, thưa, ưu điểm của em là tính tình thì vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, biết chơi nhiều môn thể thao và thích đi du lịch. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em là khi mà em quen một ai đó thì em ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Trong cái công việc thì em ít nói. Không thể hiện tình cảm ra ngoài thì em thể hiện gì để cho tao biết mình yêu mình? Dạ không, ít mình ít thôi anh. Người phụ nữ cũng mong muốn tình yêu mà phải thể hiện ra bên ngoài hoặc là làm cái gì đó. Dạ không, mình ít thể hiện bằng lời nói nhưng mà mình có thể thể hiện bằng hành động. À đúng rồi, cũng phải thể hiện cho tao biết ha. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Tại là đã trải qua một mối tình, quen được hơn một năm. Thì em đang còn là sinh viên. Nói chung là chưa chín chắn lắm, còn sinh viên mà, rồi. Gái, mình trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình. Dạ, mối tình gần đây nhất là em chia tay được một năm. Quen được bao lâu? Dạ, em quen gần được 3 năm. Lý do tại sao mình chia tay? Người đó không có chung thủy á chị. Có nghĩa là lăng nhăng á. Khi mà em phát hiện ra được thì em không muốn quen nữa. Em bắt gặp hay là em nghe dạ, ai em nói? Em bắt gặp. Thế bây giờ thì vết thương nó đã lành chưa? À, bây giờ thì em cảm thấy thoải mái, không còn gì để liên tiếp nữa. Sẵn sàng tiếp đón một tình yêu mới, đúng không? Em có phải là người lãng mạn không? Cũng có nhưng mà không có nhiều lắm đâu chị. Bạn trai, mình có lãng mạn không em? Dạ không chị ơi. Thường kỹ thuật khô khan lắm. Nhưng mà nãy bà nói ít chia sẻ đó. Ít có thể hiện luôn. Muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Chị mong muốn có một bạn gái có tính cách vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm tới người khác. Có thể mà nói nhiều một chút, hay nói chuyện. Đừng có giận dai. Đừng có giận dai. Em không có mẫu giận hình dai. Lý tưởng của em có thể là ai không? Khởi mi vậy hả? Khởi mi. Em kia khởi nghĩa được không? Nói chung là cứ vui như khởi mi là được. Vui như khởi mi là được. Khởi gì cũng được hết. Rồi. Bạn gái, mẫu người bạn trai của em tìm là người như thế nào? Dạ, về tính cách á thì em thích một người là chung tình. Có nói chuyện thì không có được nổ. Về ngoại hình á là người tóc thẳng, trán không có quá cao. Tóc thẳng? Tóc thẳng chị, không có tóc xoăn. Không có xoăn, chỉ có hai ba cọng đằng sau xoăn. Rồi gì nữa? Mũi thì bình thường cũng được, mắt hai mí. Trời, cô này chi tiết dữ. Mắt hai mí được. Khuôn mặt thì có khuôn mặt vuông, mặt chữ điền. Dài quá chị không nhớ nổi, để chị qua chị coi từng món một. Dạ chị giống món như nào cũng đủ hết trơn. Để ai vậy? Dạ em vẽ người mẫu lý tưởng của em. Hay là người yêu lý tưởng của em phải dạ, không? Đúng rồi, rồi người, người trong mơ của em đó chị. Tóc. Ồ, tóc giống không quý vị? Mắt, mắt đâu? Mắt giống à. Được à, lỗ mũi bự bự. Giống luôn. Cái môi trái ấu vảnh vảnh. Trời ơi giống á. Giống à. Rồi, lỗ tai, mặt mày. Anh thấy giống khoảng 80% trở lên. Nè, em đó, ta vẽ em đó. Như nằm mơ thấy chứ sao không ơi. Giống không? Giống không em? Có đặc điểm hơi giống. Chỉ có mỏ hơi nhọn thôi. Nó được rồi, đây, giữ làm kỷ niệm rồi. Ngày đầu tiên. Được rồi, bao lâu em tiến tới hôn nhân? Nói chung là do cái sự tìm hiểu của hai bên thôi chị. Tầm khoảng 2 năm. Nhưng mà mình đã chuẩn bị gì cho kết hôn chưa? Đầy đủ đó. Lập nghiệp ở đâu? Dạ, ở Sài Gòn chứ. Mình đã có dự kiến là mua nhà, mua cửa gì chưa? Bao nhiêu năm nữa thì mình thực hiện được? Dạ, thì hiện tại thì cũng có một cái lô đất ở trên thành phố mới. Tương lai nếu mà muốn lập nghiệp ở đây thì mình phải di dời. Rồi, nhưng mà em dành cho thời gian cho bạn gái, em quan tâm bạn gái như thế nào? Tức là quan tâm như thế nào? Dạ đúng rồi, thì thường thì chẳng hạn như là mình thường xuyên nhắn tin, chia sẻ những cái vui buồn gì trong cuộc sống chẳng hạn. Mình có thể thường xuyên đi xem phim, nói chuyện nhiều hơn. Dạ, nói chung nhiều. Là gặp mặt nhau dạ, nhiều. Dạ đúng rồi, mình dành nhiều thời gian cho bạn gái mình hơn. Mua tặng quà không? Dạ, nói chung là khi nào mà nhiều tiền thì mua tặng, khi nào ít tiền thì thôi. Chia tay có đòi quà không? Dạ. Thì chắc chắn là bạn gái đó là... Chắc chắn đòi quà hả? Không, không, không. Dạ, ý là em muốn thể hiện cái tình yêu ấy là trên cái phương diện là tình cảm là nhiều. Nên khi yêu em sẽ không tặng những cái gì mà vàng, bạc, cái gì mà thiên về vật chất. Em tặng những cái gì ý nghĩa thôi. Nên chắc chả có gì đâu mà đòi. Mà có thì chẳng nữa cũng không đòi. Thì mình tặng rồi, có gì đâu mà đòi. Mà nói chung là không có. Nói chung là không có. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà rồi mai mốt lấy nhau về thì trong kinh tế trong nhà thì ai quản lý?
Dạ nói chung là để vợ ơi chị ơi. Là hậu phương là đưa cho vợ giữ hết tiền hả anh hay sao anh? Đưa vợ giữ hết tiền hay sao? Dạ đúng rồi, lâu lâu cho em ít ít muốn cà phê rồi chứ đâu còn gì. Vậy là quá được rồi. Quá được rồi ha. Em chào anh Nguyên Linh. Rồi em, đoán xem ấy là người như thế nào? Em nghĩ là anh ấy là người khá là chững chạc. Rất là kỹ lưỡng luôn, chững chạc. Em không thích cái tật xấu gì của người đàn ông? Ở dơ. Ở dơ. Không, sạch sẽ, gọn ghẽ. Dạ. Được, anh thấy anh này cũng hiền chững chạc. Thôi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân, sau đó mình cho gặp gỡ nha. Nay em gái đi với ai nè? Dạ, em đi với lại chị gái, với lại sếp, với lại bạn của em. Em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và em trai. Em thấy thì bạn trai này cũng trầm tính, ý hòa đồng. Ngoại hình thì có lẽ là cái mức tiêu chuẩn mà Út ở nhà đặt ra thì có lẽ em đã đạt được đến 2/3. Chị thấy nghĩ là hai em có thể là bổ sung cho nhau. Út có lười vận động á, thì em là thích thể thao. Không biết là em có nóng tính không? Dạ cũng không nóng đâu chị. Có nhưng mà trong công việc thôi. Việc xong là mình phải thôi ngay. Dân kỹ thuật là phải vậy. Tại vì Út nhà chị thì cũng có một chút hơi nóng tính. Thì chị nghĩ nếu mà hai em mà tiến tới mà tìm hiểu nhau hoặc là đi đến hôn nhân thì chị nghĩ là phải một trong hai phải nhường nhau một chút. Cảm ơn chị. Rồi anh trai, em đi với ai? Dạ em đi với hai người bạn thân của em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Đó, Đô thì có tính tự lập rất là cao. Đô rất là biết quan tâm, chia sẻ với bạn bè. Đó, nhiều lúc công việc nô bu nhưng về nhà thì anh em rất hay tâm sự. Lợi thế nữa là thích nấu ăn. Đa số là Đô nấu ăn cho em ạ. Trời, giỏi vậy ta. Bạn nữ bên này thì em thấy tính tình rất là vui vẻ, cởi mở, hòa đồng. Và cái bức hình mà em đưa ra cho mọi người xem thì anh thấy khoảng 80% giống với yêu cầu của em đặt ra. Nếu mà đến được với nhau thì anh mong thì em có thể là đừng gò bó Đô quá. Cho Đô đi ăn nhậu với bọn anh chẳng hạn. Đó. Dạ. Nhưng cái này em yên tâm đi, Đô thì uống 1 đến 2 chai là thôi à. Cái này được. Mong hai bạn hãy cho nhau một cơ hội. Dạ. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở hàng rào cho hai bên gặp mặt. Rồi. Em có muốn quà muốn tặng cho anh. Cảm ơn em. Cái này là do em tự vẽ. Ở đằng sau có một bài thơ em có làm. Anh cũng có món quà tặng em. Quà vậy em cảm ơn anh. Quá đẹp. Em ơi. Anh có thể đọc bài thơ lên được không ạ? Gửi anh nhành lan tím, màu tím của Thủy Chung, để anh mãi nhớ nhung, nắm tay em theo cùng. Phải bài thơ đó không em? Dạ bài thơ em làm là bài thơ cũng là một cái lời mà em muốn gửi đến anh. Cầm chi rất ngực vậy? Ông này đúng không lãng mạn chút nào luôn á thật. Em cho anh hỏi chút là cái mẫu người lý tưởng của em là gì? Mẫu người đàn ông mà lý tưởng của em là gì? Đó là cái hình đó. Dạ. Dạ giống như anh vậy đó. Dạ. Tôi nói thiệt á, mở màn ra mà hỏi mà hình mẫu lý tưởng của em thế nào mà giống như anh là hạnh phúc quá trời quá đất luôn rồi. Tôi cãi tôi hung liền luôn. Nhưng mà giờ bạn gái cảm nhận là anh này với cái bức tranh em vẽ giống nhau không? Dạ có nét giống chị. Giống đúng không? Dạ, em không thể ngờ là nó giống. Em vẽ cái đầu tóc cũng y chang luôn. Nhưng mà em vẽ lúc đó em tưởng tượng thế nào? Lúc đó ban đêm hay ban ngày hay lúc khuya? Dạ em nằm mơ em thấy á. Nằm mơ? À nằm mơ thấy hả? Tưởng tượng hơi giỏi đó. Cái nhìn đầu tiên anh cảm nhận với em là như thế nào? Thì nói chung là có ngoại hình là cao, dễ thương, cũng hòa đồng, vui vẻ. Mà có thể là tự tin hơn anh trong cái sự giao tiếp chứ đám đông. Anh thì anh cái đó hơi tệ tí. À, nếu như mà hai đứa mình có thể đến được với nhau á, thì anh sẽ có dự định gì? Thì đến thì cưới thôi. Anh cũng có sự chuẩn bị sẵn sàng hết cho hôn nhân. Tính của em á, là em muốn người con trai phải quan tâm đến mình. Dù là những cái chuyện nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như là em sẽ chia sẻ với anh. Và em cũng hy vọng là cái người đó cũng chia sẻ lại với em. Anh ít thể hiện tình cảm cho bên ngoài. Chứ không phải là mình không biết quan tâm. Dạ. Tuy là không phải là quá lãng mạn nhưng mà anh biết điểm dừng và biết làm bạn gái mình vui và hạnh phúc. Hẹn hò thế nào với cái khoảng gọi là đường đi của hai bạn? Của em ở đâu ta? Dạ em ở quận 11 anh. À, em ở quận 11. Có gần anh không? Anh hiện tại là đang ở quận 12. 11 quận 12 sát bên có quận. Dạ, rồi, sát liền. Sát cái số thôi. Anh có ngại đường xa không anh? Anh làm giờ hành chính, 4:30 là anh về rồi. Không vấn đề gì đâu em. Hồi nãy là nghe nói là đi nhậu á anh. Thì không biết anh có thể dẫn em đi theo được không?
Được chứ, bình thường. Nếu mà em cũng được thì mừng nữa. Tại vì em được em chở anh về. Được em đi, anh đi nhậu là anh cũng rất là ít. Thường là lăn quay ngã ngửa là bạn thường được phải chở anh về. Em không được thì em chở anh về, mà em muốn được thì em cũng chở anh về. Đơn giản vậy thôi. Cỡ nào em cũng chở anh về. Anh có thích con nít không anh? Thích chứ, em anh có thích con nít. Dạ. Rồi, hết thời gian. Nào. Rung động, chúng ta hãy bấm nút. Không rung động, chúng ta dành nút bấm đó cho biết bao nhiêu người khác đang theo dõi chương trình. Đừng lo lắng vì điều mà chúng ta bấm nút hay không bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ và hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Thôi rồi. Tại sao đặt tay trên nút bấm rất lâu rồi mà bấm mà nó không vô? Nắm tay nhau đi hai bạn. Nào. Dễ thương lắm. Nói vậy mới được. Và đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX gửi tặng hai bạn. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng hai bạn. Và đây là máy nước nóng hiệu Senton gửi tặng bạn. Máy nước nóng hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn. Tổng trị giá của quà tặng là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV rất tiện lợi. Và đây là cây xương rồng, coi chừng bị chích. Rồi, cố gắng nha. Để đó áp lực quá vậy. Qua đây cho này áp lực nè. Áp lực phải thuộc về đàn ông. Chờ nhau đi với nè. Rồi, coi chừng rớt cây xương rồng nha. Những người làm mai làm mối chúng tôi rất là hạnh phúc khi những nụ cười đó, những trái tim đó họ đập chung một nhịp. Quý vị